Bánh đê bà nội. Giờ tới chúng ta hát nè. Hát nè. Hát nè. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cầu nguyện đi ra lỗi đi. Chúc mừng ai sinh nhật cậu cháu. Cầu nguyện cho con học giỏi. Nói đi. Cầu nguyện đi ra giỏi. Ngoan ngoãn bữa nay sinh nhật các ngoại tao anh chàng tao ơi. Đó, ông ngoại tặng cho cô chàng luôn. Chơi kỳ vậy ông nội, móc ra 2 tờ lấy 2 tờ vậy. Thằng nó dính, tao lừa rồi, thằng nó dính. Nó quậy còn nói đi được con lên vậy. Con nữa, tặng con luôn. Rồi xin cho con. Trời ơi, cảm ơn. Rồi, nói đi. Chứ hay quá. Rồi. Rồi, cậu nguyện thổi nến đi. Rồi. Bây giờ cầu cho năm nào tới chung về đây chơi vui nha. Được rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn đại nhiều nha. Cảm ơn trời. Cảm ơn trời. Đi thổi đi ba, con thổi đi, thổi nến hết đi. Bên đây trời ơi. Tuổi mới nha. Nè, đi xem cảm ơn nha. Ê, nó nghe nè, không có cái sinh nhật nào đãi kiểu này hết á. Ta lấy bàn lấy gì cho để cái này lên, bắt tôi vừa nhịn cầm vừa bánh tôi nhận quà. Rồi hỏi nến xong rồi đem này vô cất đi chứ nay không được. Cái này bánh mặn mai mới ăn được. Dạ tính hỏi còn ăn gì nữa không ạ? Chưa tôi làm đây thì để gọi ra tân người để đợi dưới đi. Thế có ai có cô đâu? Từ đây bây giờ từ từ tôi có đi trễ. Chào biết gọi điện thoại. Gọi đi, gọi đi. Quát. Em cho tấm hình vô đi nè, em cho chụp hình, chụp hình ơi. Vô chụp ảnh. Rồi mọi người vô đây chụp hình với bánh sinh nhật trước đây nè. Vô 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 vô. Ngày qua tôi nói rồi, xe máy là gửi chùa vô. Ủa? Ê, tắt cái quay này chờ không? Không. Tắt cái quay nè để chụp cái kia hả? Đây là sức sống mãnh liệt của cây cỏ nha mọi người ơi. Mọi người có thấy không? Đây là xung quanh là toàn là xi măng nè. Đây là một cái vách nhà, một cái bức tường nhà. Thì xung quanh đây đã đổ xi măng, đổ đan hết trơn hết trọi rồi. Đó, zoom xa ra tí cho dễ coi đó, thấy không? Nó là một cái vách nhà, nó không có đất, nó không có cái gì hết trơn hết trọi á. Mà cái cây ổi này nó đâm từ ở trong cái mé nhà. Nó đâm theo kiểu cái vách này nè. Đó, nó vươn lên và ra một cái cây như thế này đây. Mà chẳng những như vậy mà trái nha, ăn rất là nhiều trái rồi. Hiện tại đang bọc thêm mấy trái này, dưỡng lại tại vì sâu nhiều quá. Đó, trái bên kia kìa, trong bọc là có trái, mà nó ra một cây như vậy nè. Hết hồn. Né ra nè. Sao vậy? À, đây nè. Trái của nó nè mọi người. Bị cắt bỏ bớt. Lặt những cái trái hư nè, trong bọc là có trái nè. Đó, quá trời luôn. Mà sâu phá cái nè. Đó. Đó, đó. Mọc từ một cái vách gọi là vách núi đi, nó giống như núi rồi còn gì nữa. Toàn là xi măng, đá, không có một miếng đất nữa mà nó mọc nó ra được một cây như vậy nè. Sức sống thật là mãnh liệt. Cây cỏ nó còn vươn mình từ trong những cái khe đá như vậy để nó giành giật, nó tìm sự sống nè. Đọt ổi. Hình như mấy trái đầy đầu nó toàn da cám không? Ngon. Ăn rất là ngon, rất là ngọt. Đây là cái bánh kem của tôi hôm mùng 1 Tết. Hôm nay là mùng 5 rồi. Mùng 5 Tết mới ăn được cái bánh kem nè. À, cái nơ cũng giả nữa. Rồi cái này lột ra chỗ nào ta? Để tủ lạnh hết mấy ngày rồi đó, 5 ngày rồi. Lý do là Lu Bu lo quýnh bài. Nó chơi chứ có nhiều món ăn khác nữa. Rồi ngay mùng 1 là ăn chay, rồi cái qua mùng 2 cái quên luôn. Mãi tới hôm nay thì mới được ăn bánh kem. Cắt đi. Trời. Này cái gì dở ẹp không? Nó phải kem đâu. Này hả? Cái để ghi chữ nè. Bông lan trứng muối. Mình đặt phô mai hả ta? Thử miếng ngay. Phô mai bầu cười á. Các bạn này nói từ luôn. Tự nhiên mấy cái da có kem bỏ đâu trơn rồi. Ăn vậy hả? Thái Lan cũng ăn vậy hả? Chết mẹ có thun cái gì trời. Bông á. Rồi. Trứng dẻ. Nè, của ai nè. Tự nhiên cái da các bánh kem của người ta bỏ đâu hết trơn rồi. Hai cây luôn. Ai ăn là đưa đi. Thằng Xuyên có ăn không? Kem cha. Ừ. Dạ. Hoài. Mày biết thì cắt lắm. Chưa cho cha. Ai? Dứt cho ngoài nè. Phải dễ để cho ngoài. Đấy. Trời ơi, nó lấy một nắm muỗng thiệt. Con lấy có 3 cái à. Rồi lấy thêm. Đâu. Hả? Đi đi. Mày nữa. Mày ăn không? Lấy dĩa nữa của mày. Để cha chưa? Chưa. Lấy dĩa cắt cho cha luôn đi, còn không mà để cái này nó bự quá thôi. Lụng dụng lần dần. Cái bánh này không có nhân gì bằng cái nhân kia. Rồi, mời mọi người ăn bánh đây.